nhá. Tự nhiên nó trống trống nữa. Thế là phần riêng tư rồi. Nhưng mình nhận ra là không nên hát một câu được nữa. Thế là phần riêng tư của chúng ta. Tự nhiên một câu được vào. Phù hợp với bản thân nào đó. Ok, chào buổi trưa. Oh.
Ở dưới mấy anh em đua thuyền nhìn tôi hình đội mũ vui, vui mắt hết. Thật là anh em nên chú ý. Sorry mọi người nhé, mình hơi buồn cười một tí. Sau Covid mình bị lốp chậm. Bước lên sân khấu mất khoảng mất khoảng 3 bài để nó lốp hết tất cả khán giả bên dưới. Bây giờ trôi qua trôi lại qua các chiều không gian khác nhau của ý thức mà. Kiểu sau một vài ngụm bia vài xu giờ mình đã bắt đầu dở hơi. Bước lên trên này mất 3 bài hát. Xin chào. À, hôm nay là sinh nhật thứ 6 của Động đúng không ạ? 6. Ủa, 6 năm rồi. 6 năm các bạn. 6 năm trước là năm bao nhiêu? 6 năm trước là 2017. 2017. Oh, 2017 rất là xa rồi. Thế nên những ngày mà cộng đồng này chúng ta vẫn còn là những nhóm nhỏ lẻ và chưa kết nối lại được với nhau. Và bây giờ chúng ta ở đây cực kỳ và vô cùng mạnh mẽ. Tâm sự một người dở hơi thì mình cảm thấy rất hạnh phúc. Yeah. Ok, sau đây là buổi tối. Chào buổi tối. Cho riêng mình.
tư đã qua đi rồi, sẽ là vui vì hôm nay mình có mặt ở đây. Cổ động luôn có một cách rất đặc biệt để hỗ trợ và bày tỏ cái sự ủng hộ một cách rất hiệu quả cho anh em nghệ sĩ bản địa. Ngày xưa hôm trước không biết là mình có quay một clip để gửi lên cho mọi người đang lên, không biết là đang chưa, nhưng mà hôm nay mới kể cái lần hồi 2019 tôi đang lúc đấy vừa mới phát hành cái EP Tôi Đi Theo Tôi, trong này có bài của Thiên Bồ Luyện. Thế là sau khi bán đĩa mấy hộp thì chạy lên trên Coffee ở phòng Thạch chơi. Hôm đấy có open mic những người chơi nhà xong. Lúc chơi mình có cái bò lửa ở bên trong thì anh không biết là anh Thịnh đang đứng ở ngoài. Anh Thịnh quay từ cửa xong rồi hất cái máy quay sang phía mình. Tôi lướt qua trong cái cảnh đấy, đang chơi cổ thi màu lửa cho anh Thịnh đi vào. Tôi không biết tại sao tôi lại kể cái đấy ra, mà cũng chả để làm gì lắm ấy, nhưng mà cái đoạn tôi không biết tại sao tôi kể cái góc máy của anh Thịnh làm gì, nhưng mà sáng sớm hôm sau anh Thịnh đang lên trên page cổ động. Tôi xem được thì với riêng tôi thôi, tôi không biết mọi người cảm thấy là riêng tôi cảm thấy buổi sáng đấy khỏe phết. Kiểu mình soi gương ấy, buổi sáng mình soi gương mà thấy cái phiên bản kiểu ok đi rồi lại mình cũng vui vậy. Thì đấy là một trong kỷ niệm là cái năng lượng mà cổ động mang đến cho mọi người nó luôn là như vậy. Mà mình nghĩ 6 năm là một khoảng thời gian không ngắn, nó chưa dài nhưng mà nó không ngắn để cho một cái chuyên trang mà có thể tạo dựng được những khán giả của riêng mình và có cái fanpage của riêng mình, và chúc cho cổ động mãi mãi trường tồn với thời gian, chừng nào internet còn sống thôi. Thank you anh em rất nhiều. Ok, càng nói chuyện thì càng dở hơi. Đến với bài hát cuối cùng đúng không ạ? Bài hát cuối cùng của hôm nay đúng không nhỉ? Ok, đây là bài cuối cùng của hôm nay rồi nha. Chúng ta vui một tí mọi người nha. Ok. I'm
xin cổ động và chúc sinh nhật chúc cổ động ăn ngoan cháu lớn mãi mãi ăn ngoan cháu lớn tiếp tục sản sinh ra thứ mà không có nơi nào khác có thể sản sinh ra được đúng không ạ? Ok, một tràng pháo tay để chứng minh là chúng ta đều tin vào điều đó được không ạ? Ok. Vâng, một tràng pháo tay nữa cho anh em ban nhạc hôm nay quá nhiệt cùng với chúng ta. Xin cuối cùng. Wow, xin cuối cùng. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn HLC, cảm ơn Nguyên Lê giúp cho âm thanh ngày hôm nay trôi chảy. Mọi thứ được trôi chảy, thank you. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người bên nhà.